giới thiệu để các bạn cái bài áp tròng nhìn xuyên này, khi mà không đeo kính này thì khi tôi đeo kính và camera sẽ nhìn như này này. Đấy, bạn nhìn này, K này, con K rất rõ nét này. Đấy, Q này, G này, 10 này, số 10 là cái dấu cộng này, số 9 nó móc chìa khóa này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này. Đấy, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, H này. Đây là con chất bích. Đấy, chuyển sang này chất cơ, K cơ này, chất cơ nó đánh dấu trên này. Đấy, K cơ này, Q cơ này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, H này. Đấy, giới thiệu với các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì ở trước mặt các bạn đây là cái dòng kính mới của công ty nhà tôi mới nhập về để phân phối để các bạn sử dụng. Thì khi các bạn đeo kính áp tròng thì các bạn nhìn bài như vậy. Đấy, bạn chơi áp dụng cho chơi tất cả các môn để mà môn bài lá Việt Nam. Thì đây là trước mắt các bạn là cái sản phẩm kính áp tròng mới nhất hiện nay của chúng tôi. Đây cái cấu tạo bên trong này, nó sẽ bao gồm cái hộp để các bạn bảo quản kính này. Cái này thì các bạn để đem đi và có cây đeo kính luôn này. Đây là cái sản phẩm kính áp tròng, đây là một cặp kính áp tròng này. Đấy, đây là cái sản phẩm kính mới, đeo là không êm này, không đau mắt, không cọn mắt. Và mình khẳng định luôn nha các bạn, đeo cái kính này là thời gian lâu. Đấy, kính này là kính mới nhất hiện nay, đeo là theo thời gian là lâu, chơi có thể qua đêm luôn, các bạn vẫn đeo ok, không sao cả. Thì mình có hai cửa hàng ở Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn nếu bạn xa không ấy thì mình sẽ hỗ trợ gửi hàng về. Các bạn nhận hàng, các bạn kiểm tra đúng cái kính là các bạn và bài các bạn gửi cho bên bưu điện. Đấy, thì để chơi bộ môn cái bài này thì các bạn nhận nhớ cho mình nhỉ, phải luôn bài, luôn cái bộ bài kiếm trong này vào. Thì bài bên mình nó rất là đẹp luôn. Đấy, ba phăng đẹp như ngoài ấy luôn, bài rất là đẹp. Đấy, cứng đẹp nha các bạn nhé. Nhìn không, mắt thường không thể phát hiện được, chỉ có đeo kính mới phát hiện được thôi. Thì bài thì bây giờ mình có rất nhiều mẫu để các bạn có thể lựa chọn cho các bạn là chơi mẫu bài gì thì bên mình đều có để mà cho các bạn chơi. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái ấy vào để các bạn thử cho các bạn cái một cái dòng bài nữa, đó là dòng bài kim cương. Đấy, bài kim cương nó rất là led. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, hai con át này, hai này, ba này, 4 này, 5 này, 6 này, 8 9 10 này. Thấy các bạn nhìn không? Rất là led rồi, cái này có là dấu chất luôn nhé. Đấy. X này là tép này. Đây là rô này. Đấy. Bạn nhìn thấy không? Đấy, cơ số 0 thì là cơ, 2 cơ này, 3 cơ, 4 cơ, 5 cơ, 6 cơ. Bích thì không có gì, còn bích thì không làm gì. Đấy, chuẩn xì luôn, rất là nét rồi các bạn nhé. Đấy, nhìn thì các bạn chơi thì các bạn luôn bài vào và đeo kính là các bạn chơi rất ok luôn. Đấy, thì có mua hàng thì các bạn tham khảo thì gọi video hoặc là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để mà gặp mình. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam làm cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn con máy đánh bài CAC700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này. Rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp rồi, iPhone 13 Pro nhé. Và CVK680S đấy, ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 này. Và một con máy bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy bài CAC700 này. Tôi sẽ chơi một liêng nhé. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn, ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hờn, ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này.
đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào đấy. Trò chơi trước trong này tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho, về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa nên các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây, cái chiều camera của nó là các bạn đặt cái này nhá. Đây tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy. Cắt đi này. Đấy. Rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này, đây 4 số 4 này 9 điểm này. Đấy. Báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng một người chơi lên, tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 là chắc chắn nó 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại không qua rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh miền Lộ. Test cho bạn cái máy bài CRC 700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Đây, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây. Đặt này, đặt thả báo này. Cắt này. Đấy. Bình lớn độ này. Máy báo 4 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây. 98 này. Đấy. Đây là Bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế, từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nhé. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy nhé. CVK 900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy ra. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho các bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy. Rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài của con máy bài CVK 900. Tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất. 1, 2, 3 các bạn nhìn này, nhà 3 9 điểm rồi này. Đây. Máy báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này. Các bạn thấy tốc độ của bài nó rất là ok luôn. Tiếp theo
là con máy đánh bài CVK680S. Đây, đây là con máy đánh bài CVK680S này, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này đấy. Tôi sẽ đánh các bài, các bạn muốn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi tôi để chế độ làm báo hai nhà lớn nhất môn liêng. Đấy, đấy, bài báo 1-3, 5 người chơi. Tôi cài đặt lại này. 1, 2, 3. Nghe máy để chỗ 6 người chơi, mình chia 5 người. Đây, máy báo 1, 5. 1, 5 này, 1 là 9 điểm này. Đấy, 2, 3, 4, 5 này, 5 này, nhà số 5 này là 7 đĩa này. Đấy, nhà số 5 là lớn nhì này, đến những nhà này thì chỉ có 3 mới 4 điểm thôi. Đây, nhà 5 này, đấy. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn, đây, nhà này 1 điểm. Đấy, tiếp theo là cái máy Samsung. Đây, đây là một cái máy Samsung này. Tôi test luôn cho các bạn cái tốc độ báo bài con máy này. Con này là máy đánh bài tầm trung tiền đấy nhá. Đấy, không phải là cao cấp. Nhưng đánh cũng rất là ok luôn. Tôi để số người chơi là 4 người chơi. Và để test môn bài cào, tôi sẽ test cho các bạn môn bài cào nhé. Môn bài cào mình làm nó gần dạng như đánh môn liêng của mấy bác. Đấy, máy báo 1 là 1 chắc chắn là lớn nhất rồi. Đây là bài cào nhé. Đây, năm điểm nhưng mà lớn nhất. Đấy, đây nhà này gọi là bù rồi. Nếu đánh 3 cây ok, như đây là bù rồi. Đấy, đây có 3 điểm thôi, cái lớn nhất luôn. Đấy, máy rất là nhanh luôn. Đấy, máy tầm trung với báo cực nhanh luôn. Thì các bạn mua hàng, các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở ở Hà Nội hoặc ở Sài Gòn nhé. Thì ngoài cái máy đánh bài này thì bên nhà mình còn bán thêm những phụ kiện kết nối cả những cái đồng hồ này, đồng hồ cách áp vạch này, điện thoại Nokia cách áp vạch này. Đấy, ví cái nó vậy. Những cái sản phẩm này, những cái phụ kiện kết nối các bạn kết nối vào máy chủ này mà các bạn để ra trước mặt thì nó báo bài. Đấy, khi các bạn